trò đã đọc câu chuyện chấn quyết để xin mời các bác được thu áo để xin mời lên xe nhạc của ông Hậu, xe nhạc của ông Hậu phục vụ lễ hội về phía Đông Đình. Xe nhạc của ông Hậu về phía Đông Đình. Về nhà nhà đều được vui hân mạnh khỏe, hứa hẹn một năm đầy hy vọng. Các tập thể 2023 của làng Đà Sở chúng ta cầu mong sẽ được thành công. Quý Mão 2023 tái hiện lại cảnh đức thành hoàng của làng Đà Sở chúng ta từ xuất phát núi Hồng Nghệ An Hà Tĩnh, mang quân ra Bắc khúc triều đà như vôi, đi đến đâu chiêng trống đầu. Và hoàng chúng ta hôm nay sẽ lên vị trí của đức thánh mẫu. Các con của đức thánh mẫu đã ban cho mặc hoa gia thân sức khỏe đầy đủ, mặc dù những người tuổi cao nhất đã trên đức thánh mẫu đây, con của mẫu mà không chết mẫu đâu à, ra phía đông của đây. Hôm nay đoàn chủ nhạc của làng Đà Sở sáng sáng chúng ta được phục vụ đây là hội thứ hai, mặc dù là cây nhà nát gần tuổi phục vụ rất là nhiệt tình. Vì vậy hôm nay xin mời đoàn trưởng người Bắc Ninh, người Bắc Ninh. Khi gặp triều đà, triều đà đã nói một câu: ta gặp ngươi khó không muốn để. Nhưng với tấm lòng hướng thiện của đức thành hoàng làng Đà Sở chúng ta, từ phó trung kiên đã nói: ta ra đây không tranh chấp với ngươi, và ta ra đây chúc ngươi đi vui. Quả thật, sau khi được phó trung kiên phò triều đà lên ngôi, đất nước bình yên bình, cụ phó thiên nhiên đã xin về vùng đất phủ Khoái Châu, quê hương của làng Đào Xá, xã Xuân Xá chúng ta, để khai phá vùng đất này, giúp nhân dân chúng ta cấy lúa trồng khoai, nuôi tầm đẹp đua. Và với ơn đức của ngài, cứ những dịp sắp vọng thì cụ lại về để tâu cáo với triều đình. Và với tấm lòng của cụ, ngay khi còn sinh thời, làng Đào
xã chúng ta đã phong phú làm phúc thật xấu. Sau khi cùng sinh sống với nàng đào xã chúng ta tại căn miếu nhỏ ở làng, và đến một ngày cụ nhớ quê hương sông Sam núi Hồng Nghệ An, cụ đã về thăm quê. Các cụ trong dân làng chúng ta đã thắp hương cụ về quê hương sông Sam núi Hồng để thăm quê. Chuyến ra đi, chuyến về thăm quê của cụ rất là được viên mãn. Định ngày mai cha về tối nay tổ chức hát một buổi đàn ca tài tử, những đàn ca của quê hương sau cuộc thì cả đang với vật người trời biết mình phận của mình đến đây đây hết. Cụ đã chăn chối với ai quê hương mệnh của ta đến đây đây hết, trời cho ta sinh châu hóa đấy. Cụ đã chăn chối với hai quê hương sau khi ta về trời, quê hương đào xá của chúng ta sẽ về xây cho cụ một căn miếu nhỏ để một chốn thôi nơi dân làng thờ phụng. Cụ sẽ tiếp tục làm phúc thần để phù trì cho dân làng. Dân làng chúng ta sau khi an táng cụ sau tại vườn Hoa Châu sông Sam núi Hồng Nghệ An đã về làm tờ biểu lên triều đình, và triều đình Triệu Đà mang quân về, mang tài chính ngân sách kinh khố chúng ta về xây dựng một căn miếu nhỏ. Sau nhiều năm trùng tu, miếu võ còn đó, thần thần còn đây, dân làng chúng ta sau khi chúng ta nhận bằng di tích cấp quốc gia đình làng đào xá đã được nhà nước công nhận là di tích quốc gia và xác định niên đại làng đào xá chúng ta có từ thời vua Hùng, chứ không phải làng đào xá chúng ta chỉ có vua Hùng lịch sử. Đây là một dấu son lịch sử, một mốc lịch sử, một dấu ấn lịch sử của làng đào xá chúng ta, có mốc son làng đào xá chúng ta có nhiều từ thời vua Hùng đến ngày nay. Lịch sử làng đào xá chúng ta rất là trường tồn. Phương Nguyên tỉnh Hưng Yên của chúng ta là một vùng đất đầm đầy vẻ xanh, nhưng mà chúng ta là một gò lò của vùng đất đầm đầy vẻ xanh. Vì vậy chúng ta rất tự hào chúng ta được kết giao với hai nền văn hóa lớn, nền văn hóa sông Sam núi Hồng và nền văn hóa Kinh Bắc. Đây là một niềm rất là tự hào của làng đào xá chúng ta. Vì vậy làng đào xá chúng ta mới được trường tồn và phúc tận như ngày hôm nay, để đón khách phi tiên tiêu biệt. Chúng ta lưu lại những phút để đón đoàn đại biểu đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Sam Việt sẽ cùng về chung vui lễ hội với chúng ta. Lễ hội của chúng ta đang đây sẽ tái hiện lại cảnh xưa cụ Phó Phương Liên kéo quân về miền Trung Tây Bắc. Lễ hội chúng ta nhiều năm nay, chúng ta là một lần chúng ta đã tổ chức lễ hội. Chúng ta mặc dù ở vùng sâu vùng xa, nhưng lễ hội chúng ta rất truyền thống, quân 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 ưu tỉnh. Lễ hội đi đến đâu cũng như chống trang trời, cờ bay trong đất. Các chúng ta rước rước về thần đi du xoan xoan thăm quê hương chúng ta, để chứng kiến được cái cảnh ngài đã phù trì cho dân làng chúng ta một cuộc sống tươi đẹp, ấm no hạnh phúc như ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn. Vua Vương đã sinh ra một cọc trứng, nở ra 100 người con, 5 người con trai theo cha lên rừng, 5 người con của 50 người con gái. Ở 50 người con trai theo cha xuống biển, 50 người con gái theo cha lên rừng, cho nên đất nước ta có từ đồng vào. Trong lịch sử còn ghi rất là vang dội, chúng ta trải qua thời lịch sử từ thời Vua Hùng đến thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ thiên bản. Hiện nay chúng ta vẫn học tập tư tưởng, phong cách và đạo đức Hồ Chí Minh. Chúng ta làm bất cứ việc gì, hành động của việc gì đều nhớ đến chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người đã khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, và nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Lao động Việt Nam, nay là Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng ta mãi mãi là con cháu của Vua Hùng và con cháu của Bác Hồ. Để tiếp theo chương trình, xin mời đoàn văn công chúng ta tiếp tục đổi bản nhạc ghi có xin tiếp tục đổi bản nhạc hát bất cứ của cháu hành quân. Xin trân trọng
xin mời ông sẽ lên đây đi. Mời các cô ông làm tặng đạt thế ông đứng từ đây đi. Xin mời lên đây tiếp tục mời được ít để đưa đến cho đây. Đã giúp dân làng đưa một nguồn nước để về nuôi sống dân làng
hàng và tưới tiêu phục vụ nông nghiệp sản xuất. Cụ thứ tư là nhồi lúa ở đầu làng, là dựng chân làng bảo vệ an ninh cho làng để chúng ta được ăn ngon ngủ yên. Cụ thứ năm là ngoài chỗ để là cụ quản lý ngoại xuất, quản lý đồng tiền để chúng ta từ xưa thì cái lúa trồng khoai nuôi tầm trà đua, nay là chúng ta bảo vệ đồng tiền nông dân chúng ta sản xuất kinh doanh được an toàn. Đấy là năm nay bài vị của ngài. Và tháp tùng năm nay bài vị là có tượng Tân Hải Đại Dương và tượng Tân Quan Đường. Hôm nay tôi muốn nói rõ để ba quê hương chúng ta cùng biết về cái dấu ấn của lịch sử Đức Quan Lương, chỉ có một lời đàn tiếng nào đó mà chúng ta cứ truyền lại mãi đến bây giờ. Có một câu chuyện là Đức Quan Lương về đây sau khi kết giao huynh đệ với các bậc tiền nhân của quê hương chúng ta, cụ đã học thành tài và thi đỗ đạt, bia đá còn nguyên lại văn yếu phúc của giám và văn yếu sĩ đạt. Nhưng lại có một cái lời nguyền là cụ về đây dân làng của chúng ta không đón tiếp, coi như là những con cụ đã lao và thiên kiến đến đây để có một lời nguyền là rất đẹp của một tướng. Nhưng sau khi cụ đã qua đời rồi, cụ vẫn thất thỏm về quê hương Đà Thắng sáng chúng ta. Có một câu là như là ngoái trông về tối miếu đường, ngoái trông về tối miếu đường. Cho nên khi đó đình Đà Thắng chưa có và cụ thành hoàng hạn còn lưu về ở miếu, con năm ngoái trông về tối miếu đường. Hồ quê nay đợi tái thờ, nhà tôi ái đã phần về đào tan, xung xung nán lọc thành vàng, vững bền với tất cả năm quân cảnh. Đức Quan Lương là người học cao hiểu rộng. Đức Thầy Hoàng chúng ta là một vĩ nhân, một người học cao hiểu rộng. Với một bậc vĩ nhân thì không bao giờ Quan Lương chúng ta lại có một ứng xử như thế. Cho nên cái này chúng ta phải cùng nhau hóa giải cái tư tưởng xấu của người nào đó để nó thương đến bây giờ. Và sau khi chúng tôi dịch sách tăng, đọc phần thích và bốn chiếu với cái bức đại tự ở dưới đèn thì thấy cái tình cảm giữa Thầy Hoàng chúng ta với Đức Quan Lương nó rất là thắm thiết và rất là đẹp. Một bức đại tự ở dưới đèn là tháng chúng ta có một bức đại tự chúng ta nhìn ra tổng đại ngũ ba chữ kinh bốn chữ Thái Sơn Hương Mộc. Thì về đối chiếu với đại tự của chúng ta rất thì hoàng đây, thì của chúng ta rất đại tự ở đây là Duy Nhạc Cảng Thần. Duy Nhạc Cảng Thần tức là thành hoàng chúng ta là một vị tối nhất, ví như một quận núi Thái Sơn, ví như một núi Thái Sơn. Đức Quan Lương chúng ta ví như một cây đại thụ, cây đại thụ tháp tùng núi Thái Sơn. Nó có một sự rất là gắn bó với nhau, đấy quê hương làng xã chúng ta, ba quê chúng ta kết giao với nhau, nó có một tình cảm thiêng liêng đến như vậy. Thái Sơn Hương Mộc tức là cụ thành hoàng núi Thái Sơn, thì cụ Quan Lương là cây đại thụ tháp tùng núi Thái Sơn. Đây là niềm rất vinh dự tự hào. Thì hôm nay nhân kỷ đầu xuân không có thời gian, chúng tôi chỉ sơ bộ thông báo như vậy để quê hương chúng ta cùng nhau tôn ở tiền nhân chúng ta để chúng ta tạo dựng cho con cháu đời sau của chúng ta, để chúng ta biết là xây dựng ba quê chúng ta mãi mãi trường tồn và tiền đất. Ngày nay tiếp theo và tất cả chủ giá nên vị trí của mình để 12 triệu chuẩn bị bắt đầu. 2023 rất vinh dự tự hào trong làng Đào Thái chúng con lại được long trọng tổ chức lễ hội xuân Quý Mão 2023 để cầu mong cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, người người nhà nhà đều được an toàn khỏe. Đến đây xin phép để lễ hội được bắt đầu. Lễ hội làng Đào Thái xã của chúng ta trải qua một thời gian rất ngắn làm công tác tổ chức, song chúng tôi rất vui vẻ phấn khởi được sự đồng thuận của ban chỉ đạo lễ hội, ban tổ chức lễ hội và được sự nhiệt tình của toàn thể nhân dân các ngành làng xã khám phá và tổ chức tập trung. Sau này chúng ta tổ chức
chuẩn bị xong. Đến ngày hôm qua, chúng tôi đã tổ chức trước nơi các vị Phật thánh thần tiên trung quanh phía bắc của làng. Hôm nay ngày mùng 4 Tết, lễ hội chính thức được diễn ra. Với không khí lễ hội của chúng ta hôm nay, lòng người phấn khởi, trong tiên trong xa trời, cờ bay trong đất, chúng ta tiếp tục trước chính quốc hiệu từ đình làng đà xá, khi chính quốc quốc gia về đà xá, khi chính lịch sử văn hóa quốc quốc gia, để chúng ta làm lễ báo công dân hương, cầu cho mọi năm mưa thuận khó hòa, quốc thái dân an, người người nhà nhà đều được an lành khỏe. Đến đây tôi xin trân trọng kính mời nhan án thời kiệu để buổi trước được bắt đầu. Xin trân trọng kính mời các vị đại biểu chúng ta đi tham cùng các quốc hiệu để cùng nhau về đền đà xá, di tích lịch sử văn hóa của chúng ta làm lễ báo công, để chúng ta làm lễ dân hương cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, người người nhà nhà đều được an lành khỏe. Xin mời cố nhan án nhất kiệu. Thank you.
Thank you.
mừng xuân, mừng lễ hội của nàng Đào Xá thành công tốt đẹp. Xin mời các bạn mở một bản nhạc chào mừng lễ hội bản nhạc ở đảng. Xin trân trọng kính mời và xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Trọng Thắng, ủy viên công chức xã lên để duy trì buổi lễ. Xin trân trọng kính mời. Mời quý vị an tọa. Các bậc đức thánh hiền, kính thưa ông Đoàn Ngọc Vinh, huyện ủy viên, bí thư đảng bộ, chủ tịch hội đồng nhân dân xã, kính thưa ông Đào Quang Hiển, phó bí thư đảng bộ, chủ tịch ủy ban nhân dân xã, trưởng ban quản lý di tích xã, cùng các ông bà đại diện cho ban thường vụ đảng ủy, kính thưa đoàn đại biểu đến từ quê hương Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh và huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Kính thưa các quý vị đại biểu, đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể, xã Vĩnh Xá, các vị lãnh đạo thôn, các vị chức sắc tôn giáo, tiểu ban di tích làng văn hóa các thôn, cụ nhất, cụ nhì, các cụ cao liên, quý khách thập phương cùng toàn thể cán bộ và nhân dân xã nhà. Năm Nhâm Dần đã qua, xuân Quý Mão đã tới, khi xuân sang, hội phúc sinh cảnh đồng, Tết về cây đức chủ thêm hoa. Trong hương hát của mùa xuân, trời đất hội tụ địa linh thiêng, lòng mỗi người dân xã Vĩnh Xá nói chung, thôn Đào Xá nói riêng lại phơi phới một niềm tin và tự hào bởi những thành tựu và giá trị to lớn trong lĩnh vực an ninh chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội do mục tiêu đúng đắn, hợp ý đảng, lòng dân mà nghị quyết đại hội đảng bộ xã khóa 26 đã đề ra. Hôm nay ngày mùng 4 Tết Quý Mão, nhằm ngày 25 tháng Giêng năm 2023,
thực hiện quy ước của làng văn hóa Đào Sáng được sự nhất trí của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã, dân làng Đào Sáng, xã Vĩnh Xá long trọng tổ chức lễ hội dâng hương tại di tích đền Đào Sáng Xuân Quý Mão năm 2023 nhằm phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, thiết thực phục vụ nhu cầu hưởng thụ các giá trị văn hóa, tinh thần và đời sống tâm linh của nhân dân trong xã. Lễ hội dâng hương đền Đào Xá Xuân Quý Mão năm 2023 là sự kiện văn hóa quan trọng, là dịp để mọi người dân trong xã nói chung và nhân dân làng Đào Xá nói riêng hướng về cội nguồn, vùng đất địa linh nhân kiệt. Qua đó tạo các hoạt động văn hóa sôi nổi, lành mạnh, phát huy năng lực sáng tạo của nhân dân, tạo không khí tưng bừng, phấn khởi, cổ vũ động viên nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2023. Phấn đấu giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới, tiến tới mục tiêu xã đạt nông thôn mới nâng cao. Đến với lễ hội dâng hương Xuân Quý Mão để mọi người cùng tín tâm hướng thiện, đi cầu phúc, cầu lộc, cầu tài, cầu cho thiên thời địa lợi nhân hòa, cầu cho quốc thái dân an, cầu cho tuổi trẻ làng Đào Xá hăng say, hết lòng phấn đấu, chữ trung, chữ hiếu, học công bà. Cầu cho tuổi già luôn mẫu mực, tâm đức, nêu gương, việc đạo, việc đời, trao truyền con cháu. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, kính thưa toàn thể lễ hội, về dự lễ hội dâng hương để tri ân và thờ cúng các bậc tiền nhân tài đức hơn người và các bậc đức thánh hiền tại đền Đào Xá, xã Vĩnh Xá, Xuân Quý Mão năm 2023 hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng có sự hiện diện của các vị đại biểu khách quý. Trân trọng giới thiệu ông Đoàn Ngọc Vinh, huyện ủy viên, bí thư đảng bộ, chủ tịch hội đồng nhân dân xã, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Trân trọng giới thiệu ông Đào Quang Hiển, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân xã, trưởng ban quản lý di tích xã, cùng các ông bà trong ban thường vụ đảng ủy, ban chấp hành đảng ủy, thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể của xã Vĩnh Xá, các vị chức sắc tôn giáo, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Về dự lễ hội dâng hương có các vị lãnh đạo trong ban chi ủy thôn, ban thôn, tiểu ban di tích làng văn hóa Đào Xá, các vị là trưởng các dòng họ, đội tế nam quan, nữ quan, đội múa kỳ lân, đội trống, đội múa sinh tiền, đội tế nữ quan của một số dòng họ theo hầu rước kiệu, cùng đông đảo cán bộ và nhân dân làng văn hóa Đào Xá, làng văn hóa Ngô Xá, làng văn hóa Vinh Hậu, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Đặc biệt xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu đến từ quê hương Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, do ông Vũ Văn Mạnh, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã làm trưởng đoàn, và đoàn đại biểu đến từ quê hương Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, về dự lễ hội dâng hương Xuân Quý Mão năm 2023, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Về dự lễ hội dâng hương tại đền Đào Xá có cụ nhất, cụ nhì làng, các cụ cao niên cùng quý khách thập phương, những người thành tâm làm việc thiện đến lễ thánh hiền ở đền ta, đề nghị các quý vị đại biểu khách quý và lễ hội nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể nhân dân, về dự lễ hội dâng hương truyền thống đền Đào Xá hôm nay, các đại biểu có hoa chúc mừng. Thay mặt cho ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Vũ Văn Mạnh, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã, thay mặt cho đoàn đại biểu đến từ quê hương Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh lên tặng hoa chúc mừng lễ hội. Trân trọng kính mời ông. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Vũ Văn Quyến, bí thư chi bộ, trưởng thôn Đào Xá, trưởng ban tổ chức lễ hội lên nhận hoa. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Cao Văn Chức, chủ tịch hội đồng mục vụ giáo xứ Ngô Xá lên tặng hoa chúc mừng lễ hội. Trân trọng kính mời ông. Đi anh về.
chúc mừng. Thay mặt ban tổ chức, xin được trân trọng cảm ơn và kính chúc các quý vị đại biểu, khách quý, quý khách thập phương cùng toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã luôn luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, an khang thịnh vượng, năm mới, tháng lợi mới, thành công mới, sở cầu tất ứng, sở nguyện lòng tâm. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây, xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Vũ Văn Khuyến, Bí thư chi bộ, trưởng thôn Đào Xá, trưởng ban tổ chức lễ hội nên khai mạc lễ hội dâng hương Xuân Quý Mão năm 2023 tại đền Đào Xá. Trân trọng kính mời ông. Kính bái anh linh các bậc đức thánh hiền. Kính thưa cụ nhất, cụ nhì, các cụ cao niên cao lão. Kính thưa các ông, các bà, đại diện cho các cấp lãnh đạo. Kính thưa các đại biểu, khách quý, xa, gần, thưa toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân làng Đào Xá. Năm Nhâm Dần đã qua, năm Quý Mão đã đến. Trong bầu không khí linh thiêng, trời đất giao hòa, phảng phất hương thơm của trăm hoa đua nở, lòng mỗi người dân Đào Xá đều thấy phấn chấn, tự hào bởi những thành tích đã đạt được trong năm qua trên mọi mặt cuộc sống, và tiếp tục phát triển trong phong trào xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, quyết tâm lập nhiều thành tích tốt hơn. Chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và các ngày lễ lớn trong năm. Có được những thành tích nêu trên vì làng Đào Xá nhận được nhiều sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Xá và của chi bộ Đào Xá. Để chào mừng và tôn vinh những giá trị đã đạt được của cán bộ và nhân dân làng Đào Xá, hôm nay ngày mùng 4 Tết Quý Mão, tức ngày 25 tháng 1 năm 2023, căn cứ tình hình dịch bệnh COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát, được sự đồng ý của Phòng Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Kim Đồng, được sự nhất trí của các cấp lãnh đạo huyện, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Xá và nghị quyết của chi bộ thôn Đào Xá, ban thôn, tiểu ban quản lý cơ sở tín ngưỡng tôn giáo làng Đào Xá long trọng tổ chức lễ dâng hương lễ hội truyền thống làng Đào Xá tại đền Đào Xá, di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, thực hiện theo quy ước gương ước của làng, thường kỳ 3 năm một lần, nhằm phụng thờ tôn vinh các bậc thánh hiền, các bậc danh nhân tài đức hơn người, để ngưỡng mộ văn hóa tâm linh, cầu phúc lộc thọ trường, cầu cho thiên thời địa lợi nhân hòa, cầu cho quốc thái dân an, cầu cho thôn giàu xã mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh, cầu cho tuổi trẻ làng Đào Xá phát huy sức trẻ, phấn đấu chữ trung chữ hiếu học ông bà, cầu cho tuổi già sống lâu sống khỏe, mẫu mực tâm đức nêu gương việc đạo việc đời truyền con cháu. Với những ý nghĩa tâm linh sâu sắc đó, thay mặt cho ban thôn, tiểu ban tôn giáo làng Đào Xá, tôi long trọng khai mạc lễ dâng hương lễ hội truyền thống làng Đào Xá Xuân Quý Mão 2023. Xin nhiệt liệt chào mừng các ông, các bà, đại diện cho lãnh đạo các cấp, nhiệt liệt chào mừng, chào đón các quý vị đại biểu, quý khách thập phương ở mọi địa danh,
mọi cương vị trên mọi miền Tổ quốc, nhiệt liệt chào đón toàn thể lãnh đạo các ban ngành đoàn thể, làng bên xã bạn cùng toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân làng văn hóa Đào Xá về dự lễ hội dâng hương, lễ hội truyền thống làng Đào Xá, và đã phát tâm công đức để góp phần tôn tạo, bảo tồn các di tích trong làng, giữ gìn bản sắc dân tộc, văn hóa quê hương. Xin kính chúc các đại biểu, khách quý, quý khách thập phương cùng toàn thể cán bộ, nhân dân, làng Đào Xá năm mới, thắng lợi mới, thành công mới, mọi người, mọi nhà hạnh phúc, an khang, thịnh vượng, lộc tài vượng tiến, tâm đạo mở mang, công việc hanh thông, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm. Xin trân trọng cảm ơn. Kính bái các bậc thánh hiền, kính bái các bậc tiền nhân, kính thưa các đồng chí lãnh đạo đại diện cho đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, kính thưa các bộ và nhân dân làng Đào Xá, xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, được thay mặt đoàn đại biểu của xã Mốc Điền về chung vui dự lễ hội lễ dâng hương ngày hôm nay với cán bộ và nhân dân làng Đào Xá, xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, tôi xin được thay mặt các đồng chí trong đoàn đại biểu, trước khi phát biểu ý kiến, xin được gửi lời kính chúc các bậc cao niên cùng toàn thể các đồng chí lãnh đạo, thay mặt cho đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, xã Vĩnh Xá, cán bộ và nhân dân làng Đào Xá lời chúc sức khỏe, gia đình an khang, thịnh vượng, chúc lễ hội thành công tốt đẹp. Kính thưa các bậc cao niên, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa cán bộ và nhân dân làng Đào Xá, Mau Điền là một quê hương của vùng Kinh Bắc trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, cũng là một cái lôi sản sinh ra nhiều các bậc tiền nhân có công với nước với dân, và sự giao kết, sự đi lại của di tiên Mau Điền với làng Đào Xá hôm nay đã được các cụ và các đời truyền lại để cho con cháu như chúng tôi ngày hôm nay được nối tiếp cái truyền thống đó. Trong ngày hôm nay, trong không khí giao hòa của đất trời, mùa xuân đi vào lòng người, được về dự lễ hội trong niềm ấm áp đầy cảm xúc mà được cán bộ lãnh đạo và nhân dân xã Vĩnh Xá, đặc biệt là cán bộ và nhân dân làng Đào Xá đón tiếp và tổ chức một cái lễ hội với quy mô hoành tráng, uy nghiêm. Đây là một lễ hội truyền thống nhằm phát huy cái tinh thần của dân tộc, sự đoàn kết của các tầng lớp nhân dân, đồng thời cũng nhằm phát huy nối tiếp cái truyền thống để khích lệ các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng quê hương, xây dựng đất nước. Với Mau Điền, anh em chúng tôi cũng xác định tiếp tục cùng làng Đào Xá, cùng xã Vĩnh Xá gìn giữ cái mối quan hệ, cái tình cảm truyền thống mà đã được các bậc tiền nhân để lại, với mong muốn sự nghiệp đó được nhân dân của hai xã, ba xã Duy Tiên, Vĩnh Xá và Mau Điền sẽ tiếp tục xây dựng, bồi đắp để giáo dục truyền thống cho mai sau. Một lần nữa, trước khi dừng lời, tôi xin được lời có lời chúc đến các cụ cao niên, đến cán bộ lãnh đạo các vị đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, xã Vĩnh Xá, cán bộ và nhân dân làng Đào Xá cùng các vị quan khách có mặt trong buổi lễ hội ngày hôm nay, lời chúc sức khỏe, bình an, mọi việc hanh thông, hạnh phúc, thắng lợi mới và nhiều niềm vui mới. Xin trân trọng cảm ơn. Xin
Xin trân trọng cảm ơn bài phát biểu của ông Vũ Văn Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Mão Điền. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Đào Quang Hiển, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, Trưởng ban Quản lý Di tích xã Vĩnh Xá lên phát biểu và đáp từ tại lễ hội. Trân trọng kính mời ông. Kính bái anh Đinh, các vị thánh hiền, kính thưa đoàn đại biểu đến từ quê hương Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh và huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Kính thưa các vị đại biểu đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Xá. Kính thưa các bậc cao niên, quý khách thập phương và toàn thể cán bộ và nhân dân xã Vĩnh Xá. Trong bầu không khí hân hoan của mùa xuân năm mới, mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới, thay mặt cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Xá, tôi hoan hỷ trân trọng cảm ơn đoàn đại biểu đến từ quê hương Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh và huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam là những hậu duệ quê hương của ngài Nước Đức Y. Các vị chức sắc tôn giáo, quý khách thập phương cùng toàn thể cán bộ và nhân dân xa nhà về vui xuân dự lễ hội dân hương và công đức tại di tích lịch sử văn hóa các quốc gia đình đền làng Đào Xá Vĩnh Xá xuân Quý Mão năm 2023. Sự hiện diện của các vị đại biểu, quý khách và nhân dân là sự động viên quan tâm toàn diện đến sự phát triển kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội và thờ cúng tín ngưỡng của nhân dân xã Vĩnh Xá nói chung và làng Đào Xá nói riêng. Điều đó khẳng định công tác quản lý nhà nước về tôn giáo luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm chăm lo, định hướng dư luận đúng đắn, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc xuân Quý Mão 2023, thay mặt cho các vị Đảng, chính quyền địa phương, tôi xin kính chúc các vị đại biểu khách quý mạnh khỏe, gia đình an khang hạnh phúc, vạn sự như ý, năm mới thắng đại mới. Kính chúc đoàn đại biểu quê hương Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh và đoàn đại biểu Duy Tiên, Hà Nam, các bậc chức sắc tôn giáo, các bậc cao niên tuổi, quý khách thập phương cùng toàn thể nhân dân về dự lễ hội dân hương Quý Mão 2023 luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc mọi người, mọi nhà tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đoàn kết chung lòng phát huy sức và giữ vững danh hiệu xã chuẩn nông thôn mới, tiến tới đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí và toàn thể nhân dân. Xin trân trọng cảm ơn bài phát biểu của ông Đào Quang Hiển, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, Trưởng ban Quản lý Di tích xã. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể lễ hội. Lễ hội dâng hương xuân Quý Mão của làng Đào Xá là dịp để mọi người cùng tín tâm hướng thiện, đi cầu phúc, cầu lộc, cầu tài, cầu cho thiên thời, địa lợi, nhân hòa, cầu cho quốc thái, dân an. Tiếp theo chương trình là nghi thức dâng hương. Thiên tổ ý
cho các hàng quê hoè tình vương người to trường vương anh. Hôm nay nhân tiết mấy ngày lành cho con tiết lễ tâm thành dâng lên còn dâng lên bái nguyện tổ. Oh.
lạnh lùng. Thank you.
We'll be right back.
Quá.
kém. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
với đảng đàn trai chưa bao giờ đã nhận mình cụ nguyện đi theo con đường thiện nguyện để cứu con sông sắc cứu nhân dân 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 đi ra bắt cặp triều đà phải khắc nhậu với cụ phó thiên liên ở đây ta đưa ngươi gặp nhau có phân hữu đẹp với bố từ thiện của cụ cụ phát nhậu với triều đà ta ra đây không phải tránh thức bởi để công được những người giúp ngài như vui như ngôi để cứu nhân cổ thế khi giúp được triều đà như ngôi để cứu nhân cổ thế của chúng ta lúc bấy giờ khi đất nước được an bình với tiết máu tu du của cụ đã siêu thoát triều đà để vui vùng đất phủ Hoài Châu nay là tỉnh Hưng Yên để giúp dân dân khai phá vùng đất này. Khi cụ về vùng đất Hưng Yên của chúng ta về với tại điểm dấu ngày nay và chúng ta đơn đứng chân ở đây, cụ nhìn thấy mảnh đất chúng ta rất thiêng liêng, rất thiêng liêng, có voi trầu quay cầu nhất là những người ở bóng chùa thì nhất đây là cái nhị voi từ đây ra cái hàng năm hạnh đây là nhị voi đầu trâu thì trâu về đây về đây cho nên cụ đã cắm một cung nhỏ đấy vì mảnh đất này rất là linh thiêng và hiếu thánh cho nên cụ đã cắm cung ở đây ở cái dân làng của em một thời gian ngắn nhưng những ngày sắp tập người ta gọi sắp tập đấy là những ngày lễ thì cụ đã về trời đồng việc làm đến đâu thì về triều đình đến đâu biển. Thế khi ta đi đâu biểu thì cụ không bảo mai kia là cụ về, nhưng mà mai cụ về thì dân làng chúng ta đi lên đầu lương nhiều người làm ăn mai có phúc thần về làng sửa đến đâu đó trong thần thức của mình rất rõ sửa đến đâu đó thì ngày mai tướng người đó truyền tai người kia ra chợ mua lên để đó thần. Khi phụ thần về đến đầu này chúng ta là không phải ai cô hỏi rằng chúng ta về và ta có không thì mọi người đều chứng kiến là đêm qua mơ có phụ thần về còn hôm nay chúng con ra đó không ngờ là ngài từ đó ngài chúng ta xin tôn ngài là phụ thần sống sẽ là chúng ta phụ thần sống sẽ là chúng ta sống sẽ là chúng ta. Sau khi Đức Thành Hoàng ở chúng ta một thời gian ngắn thì ngài nhớ tư hương sông Nam núi Hồng phải ăn về đến cổ cha mẹ sau sẽ là núi xa và gặp lại bạn cũ quê hương chuyến đi tưởng chừng như viên mãn trước ngày mai ta về thì đêm nay tổ chức một buổi văn nghệ để hát đến nhiều ca ví dặm quê hương sông Nam núi Hồng phải ăn cái vùng đất của mọi người ra đấy. Thế để không ngờ trong cái buổi đưa vũ văn cuộc vui tưởng chừng phát nguyện thì cũng đã với mệnh người trời biết sinh đâu từ đấy mệnh trời đã hết sự trăng chối với hai quê hương của chúng ta là mệnh của cụ đến đây nữa để cho cụ thanh thản ra đi khi no tan nhớ cụ xong thì hai quê hương quy tất quê hương là sáng xa về đây xây dựng hai miếng đỏ để cụ của chúng tôi nơi để phù hộ hộ tục cho dân làng của trường tồn tự chủ. Thế thì sau khi chúng ta mai táng xong thì về đây làm tàu của triều đình lên câu cáo của triều đình đại diện triều đình đại diện lấy rất là thương xót đã cho quân lương về đây mang tiền nhân khố chúng ta về đây xây dựng cái miếng nhỏ đấy tên cái miếng nhỏ đấy để thờ cụ võ thiên liêng cho nên là trong lịch sử và thần thánh của ta mang ở văn hiếu cũng đáng về đấy thì tên chức chức ở đây là hiếu võ đến thời nhà Nguyễn chúng ta mới có phong trào xây đình ngôi đình nhà ta chỉ cách đây khoảng trên 300 năm thì chúng ta tiếp tục theo sự làm thành hoàng của đảng ta thành hoàng của đảng ta tôn trước cái đền đình và tôn vua thành hoàng cho nên chúng ta mới có một câu là đình thì chung hiếu sở đình chung hiếu sở làm ra đấy đình là nơi thờ tự và làm việc đây là nơi thờ tự đây là nơi nói như là cái các thứ cái đò đấy
khi làm việc bên công sở sản xuất về nghiệp vụ. Con đến đây có tên vừa là miếu của làng nhưng đồng thời cái tên xa xưa của nó, cái tên thứ hai thì là miếu của nó là kinh tế thế. Thế thì từ đó đến nay là chúng ta đang giữ gìn cái miếu này sau một liên lạc rất là dài hơn 2000 năm. Và gần đây nhất là vào đường thứ năm của dòng họ là thế, bộ trưởng chỉ theo được công tất cả cái vùng ai này để cùng với dân làng cùng với nhau trong lịch sử rất là hay. Thế còn bây giờ trong lịch sử rất là thành văn chúng ta thì chúng ta cố làm sao Đông Hải Đại Dương, đây là Đông Hải Đại Dương là họ Hoàn tên Hải quê Hải Dương còn họ đi như là trước cột trước cột đối tượng hôm nay họ Lý Thạch Đông quân thứ tám quân thứ tám của Lý và có cả bản rất kiên trực không muốn bàn giao từ triều Lý sang triều Trần, rất là trần của họ cho đến khi chúng ta trận thì chém đầu chưa rơi khỏi cổ nhưng mà không chết, chưa chết bộ phi từ Hải Dương về đến vùng đất phố lối bây giờ thấy bà hàng nước bên cạnh chúng ta bật hạng là có thấy bà hàng nước bên cạnh xuống đấy uống nước bản địa hỏi bà hàng nước đầu nhiều cổ có sống hay không, bà hàng nước trả lời chỉ có bậc thánh nhân mới sống là vì lấy cái khăn nước nhiều vào trong lúc đó đi ăn uống xong trả tiền bà hàng nước không biếu được biếu thì có một thầy chùa đi qua, có một thầy chùa đi qua trỏ ra phía đông phần của ngài và nhuộm của ngài thế là cụ phi lên đấy hỏi quá bây giờ là vùng đất
Yeah!
của chúng ta.
chơi bản nhạc như các bác trong ngày hội đại thắng tại đây.